tôi tham gia chiến tranh khi Mỹ bắt đầu ồ ạt tấn công cả hai miền Nam Bắc. Đơn vị tôi là sư đoàn 308, trung đoàn của tôi là trung đoàn 88. 31 tháng 12 năm 1965 thì trung đoàn tôi bí mật hành quân, tức là đi vào Nam chiến đấu. Đối với tôi nó thì trận nào cũng ác liệt. Riêng đơn vị tôi có 7.000 liệt sĩ hy sinh từ khi mà bước chân vào Nam Bộ cho đến khi kết thúc chiến tranh. Quân đội Mỹ cho chúng tôi những số liệu và đồng thời chất lượng cung phá của Da Cam thì họ giải xuống đất nước Việt Nam 32 tỉnh thành Nam Bộ là khoảng hơn 80 triệu lít, trong đó có 366 chất dioxin. Sau khi hòa bình rồi đó, thì tôi đi khắp trên địa bàn Củ Chi, tất cả lân cận tôi thấy nhiều nạn nhân, tức là cụt giò, mù mắt, rồi bụng trương lên, cứ họ nói rằng không hiểu thế nào. Sau này mới phát hiện được là bị chất độc hóa học Da Cam. Chính người Mỹ, họ đi với tôi, họ nói đấy là bị nhiễm chất độc hóa học đấy. Từ đó thì mình mới phát hiện được. Rồi tôi đi nhiều chỗ thì đều thấy như thế, cho nên tham gia vào cái thành phần tên là Hội Đại Nhân Da Cam. Hiện nay cả nước ta đó thì như vậy khoảng 4.8 triệu người bị nhiễm chất độc hóa học và phơi nhiễm, thì trong đó là có hơn 1 triệu người chết từ năm 75 đến bây giờ rồi. Hiện nay cũng còn khoảng gần 4 triệu nạn nhân da cam của thế hệ một là chúng tôi, còn 850.000 người ở thế hệ thứ hai, 350.000 người ở thế hệ thứ ba, mà tới đây xuất hiện 500 người, tức là nhiệm thứ tư, con cháu của họ, như vậy đã là chuyển sang đến nhiệm thứ tư rồi. Đã gọi là nhân da cam là người khổ nhất trong tất cả loại nghèo của xã hội Việt Nam. Đúng, chúng tôi, đồng đội chúng tôi, chúng tôi phải gần gũi thì ăn cơm chung với họ nữa, vấn đề là để xem họ như thế nào để mà giúp đỡ họ. Có gia đình chiến đấu đến thì đồng đội, đồng chí đã hy sinh trên mặt trận, mà lúc đó tôi biết đồng chí đó rồi, đến bây giờ bỏ lại mấy người đứa con nó thì đều bị tàn tật như thế. Đội nhân dân Da Cam tôi đã 3 lần hội thảo khoa học quốc tế, rồi 3 lần khởi kiện thì tôi đều có tham gia cả, đấu tranh theo phương hướng làm bằng sao cùng nhau để giải quyết vấn đề ôn hòa, bảo đảm với quyền lợi công bằng cho dân tộc Việt Nam bị nhiễm chất độc. Trong suốt 16 năm gắn bó với hội nạn nhân chất độc da cam dioxin, Thiếu tướng Trần Ngọc Thổ đã đi nhiều nơi, nhiều tỉnh thành để tìm hiểu và giúp đỡ hỗ trợ những nạn nhân chất độc da cam. Từ lâu, ông như người thân trong gia đình của họ. Ừ đây, gia đình nhà ông Trần Văn Giòn ở Củ Chi, 3 thế hệ ông bị da cam. Đâu có lao động được đâu, cho nên gia đình lúc nào cũng thiếu thốn hết nè. Bác Thổ là ở hội da độc da cam thành phố, cũng hỗ trợ cho gia đình em nhiều. Tôi thường xuyên đến đó thăm họ và nhiều gia đình khác nữa, thì với khả năng của mình và của chính quyền và các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm thì như vậy là cũng chăm lo giúp đỡ cho họ. 20.000 nạn nhân của da cam thành phố Hồ Chí Minh bây giờ phải nói có cuộc sống tương đối ổn định, cả về mặt tinh thần cũng như về thể xác cũng như vật chất. Nhà cửa cho họ tuyến làm khang trang, như là chủ tịch Lý Chiết nói đó, là nạn nhân da cam của Việt Nam không của riêng ai mà toàn xã hội phải làm. Năm nay tôi 78 tuổi rồi, sức khỏe tuy yếu nhưng mà tôi quyết tâm đến cùng với nạn nhân da cam, trước khi qua đời thì tôi còn sống ngày nào tôi tiếp tục đồng hành cùng với da cam.